Thưa quý vị, thời gian qua hơn 1.700 cột đèn, cột điện trên địa bàn quận 5 thành phố Hồ Chí Minh đã được quấn cỏ nhựa quanh thân nhằm ngăn nạn bôi bẩn, dán quảng cáo và giao vặt trái phép. Tuy nhiên, sau thời gian không được gia cố thay mới, khiến lớp áo cỏ nhựa xuống cấp, nhếch nhác, vô tình lại gây mất mỹ quan đô thị. Lớp cỏ nhựa quấn trên cột đèn nằm trên đường Trần Bình Trọng, phường 8, quận 5 đã rách tả tơi như thế này. Theo nhân viên bảo vệ cửa hàng này cho biết, vài năm trước lớp cỏ nhân tạo quấn quanh cột đèn nhìn đẹp và mát mắt, nhưng chỉ sau 1 đến 2 mùa mưa nắng, chất liệu nhựa lão hóa, bong chóc gần hết. Việc quấn tấm thảm nhựa cỏ xanh trên các cột đèn, cột điện do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 5 thực hiện từ năm 2019, tổng kinh phí hơn 280 triệu đồng do nhà hảo tâm và người dân đóng góp. Đến nay ở quận 5 đã có 495 cột điện và 1.286 cột đèn quấn. Chi phí mỗi cột tốn khoảng 130.000 đến 150.000 đồng. Trong cuộc họp báo kinh tế xã hội thành phố diễn ra gần đây, ông Lê Tấn Tài, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 5 cho rằng việc quấn cỏ nhựa cho cột đèn, điện chỉ là giải pháp trước mắt, trong khi chờ giải pháp cuối cùng từ chính quyền trong việc xử lý mạnh tay các đối tượng dán quảng cáo rác. Cái vấn đề tối ưu nhất ở đây khi mình chọn là mình chọn giải pháp trước mắt cái mỹ quan đô thị, thì cái vai trò của mặt trận góp phần ở đây là trong cái quá trình làm như vậy thì làm sao tạo được một cái tuyến đường, các cái trụ đèn, các cái trụ điện chiếu sáng là nó trở thành một cái màu xanh là không dán lên được. Mà nếu có dán lên được thì nó sẽ không ăn, thì mình cầm mình gỡ cái nó ra liền. Thì cái kết quả đó đó là báo cáo là trong quá trình thực hiện như vậy thì việc tổ chức thực hiện là nó có những cái cũng khó khăn ban đầu lắm. Vì vật liệu ban đầu nó không đúng rồi sau này mình mới chọn lại được. Lâu lâu một hai tháng gì đó phải đi rà soát lại xem coi nó có xuống chưa, nó tuột hay không để mình chỉnh lại. Để mình đang nói mỹ quan đô thị mà mình đang nói phong trào quần chúng thì mình cố gắng duy trì cái việc đó cho người ta thấy nó là thực sự mỹ quan. Sau nhiều ý kiến trái chiều, quận 5 đã cho tháo cỏ nhựa quấn trên các cây cột điện, cột đèn. Việc này nhằm đánh giá lại hiệu quả của công trình sau 4 năm triển khai. Tuy chưa phải là sáng kiến nhưng nếu có sự bảo quản và quản lý tốt thì đây cũng là một cách làm để ngăn quảng cáo rác đang tràn lan hiện nay.